Thi Nhung chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ màn hình của Việt TV và mời cô Angie Hồ Quang quay trở lại với phần 2. Dạ, để trở lại với phần 2 thì như tôi thưa với luật lệ hiện hành thì nếu là công dân Hoa Kỳ thì ông sẽ tới về tới Việt Nam là mình tới trình diện tòa đại sứ Sài Gòn ở Việt Nam cho biết là Mr. công dân Hoa Kỳ tới Việt Nam rồi và Mr. công dân Hoa Kỳ có ý định ở đây lâu dài thì người ta sẽ làm cái thủ tục. Lúc bấy giờ cái chi phiếu mà ông nhận được của quyền lợi an sinh xã hội sẽ do Bộ Ngân khố chuyển qua Bộ Ngoại giao và Bộ Ngoại giao cấp phát cho ông. Nói một cách dông dài thì cơ quan an sinh xã hội là một cơ quan tự trị của chính quyền liên bang. Nhưng mà khi nói tới chuyện đi ra khỏi xứ đó thì cái vấn đề nó lại liên quan đến Bộ Ngoại giao. Do đó ông phải là trình diện ở tòa lãnh sự hay tòa đại sứ. Mà tòa ngoại giao, Bộ Ngoại giao thì không phải một cái cơ quan lo lắng về vấn đề tiền bạc cho mình. Thì cái tiền quyền lợi an sinh xã hội sẽ do cái ông Bộ Ngân khố, rồi ông Bộ Ngân khố mới chuyển qua cái ông Ngoại giao, rồi cái ông Ngoại giao mới phát lại cho mình. Okay, đó là luật lệ hiện hành. Nay, nếu trường hợp cái ông anh của ông vẫn là thường trú nhân, thì cái luật mà bãi bỏ cái chuyện ở lâu dài không có áp dụng. Mà muốn xin trở lại thì chúng ta có quyền xin trở lại. Nhưng mà khi xin xong rồi thì cái luật cho người thường trú nhân sẽ áp dụng. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái người đó phải ở Mỹ 30 ngày rồi mới nộp đơn xin. Xin xong rồi muốn đi thì chỉ đi 6 tháng. Đi quay sau tháng rồi quay trở về Mỹ, rồi ở Mỹ một tháng, rồi mới đi tiếp. Vậy là có nghĩa là bây giờ mình chia làm hai trường hợp. Nếu thì như đó, ông là công dân của Anh, của vị khán giả này là công dân Hoa Kỳ, thì mình có thể xin, mình phải xin tại Việt Nam. Còn nếu như mà vẫn chưa là công dân của Hoa Kỳ thì phiền người Anh phải quay trở lại Mỹ. Dạ, để mà xin. Phải lưu ý là mình chỉ về Việt Nam mỗi lần chỉ được có 6 tháng là tối đa. Dạ vâng. Nhưng mà như thế này, cô Angie Hồ Quang, thì Nhung nghĩ rằng ví dụ đi, ví dụ như người Anh này là công dân Hoa Kỳ đi, đã bị cắt rồi, mà cắt từ năm 2013, có nghĩa là về trước đó thì cũng cắt đến nay là cũng 3-4 năm rồi, thì bây giờ nếu là công dân Hoa Kỳ mình vẫn có thể đến tòa đại sứ và xin lại được hả cô? Thủ tục dễ dàng không ạ? Dạ, thiệt ra đó, nó như thế này nhé. Tòa đại sứ những cái vùng Đông Nam Á như là tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Thái Lan, tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Campuchia không có cái bộ phận an sinh xã hội nằm dưới trướng của Bộ Ngoại giao. Mà cái vùng Đông Nam Á đó chỉ có một văn phòng an sinh xã hội nằm trong cái khuôn viên của Bộ Ngoại giao là ở Phi Lục Tân. Mà bây giờ thì có cái cách nạp đơn qua mạng, online application, gọi văn hóa hơn là nạp đơn trực tuyến đó, thì ông có thể làm. Và tất cả những gì mà ông cần liên lạc về mặt an sinh xã hội thì ông phải liên lạc thẳng với cái bộ phận an sinh xã hội của tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Phi Lục Tân, địa chỉ là ở Manila. Như vậy thì cũng không có hề đơn giản. Thì Nhung thấy như vậy ạ. Không có đơn giản, nhất là nếu ông là công nhưng dân mà Hoa mình Kỳ. Nói chuyện thì nghe như là đang giỡn nhưng mà thật sự không đơn giản. Và nếu là công dân Hoa Kỳ thì ông liên lạc với bộ phận đại sứ Hoa Kỳ tại Phi Lục Tân. Còn nếu mà không là công dân Hoa Kỳ, ông bắt buộc phải trở lại Hoa Kỳ. Dạ, đúng rồi. Để xin lại. Dạ, đúng và nếu mà nếu không phải công dân Hoa Kỳ, quay trở lại Hoa Kỳ để xin lại sau bao nhiêu năm bị ngắt đoạn như vậy thì thủ tục có dễ không ạ? Dễ. Vẫn dễ hơn trường hợp kia, đúng không ạ? Thôi, về thăm tụi tôi một chút. Dạ vâng, và tùy theo những cái yếu tố của hoàn cảnh của gia đình anh. Nhưng mà vị cũng gia khó này. Nha, nếu mà về mấy năm rồi mà không có một hơi cái khó. Quyền lợi. Dạ.
thì chắc cái vị khán giả là người em phải chịu khó hỗ trợ cái giấy máy bay phải không? Dạ vâng, và Thi Nhung cũng hy vọng rằng vị khán giả này đã nghe được câu trả lời rất chi tiết từ cô Angie Hồ Quang. Đi tiếp một lá thư Thi Nhung nhận được vào ngày 8 tháng 8 như thế này của một vị khán giả gửi qua đường bưu điện tên là Nga Võ, sống tại Houston. Kính thưa chị Hồ Quang, tôi đôi lúc cũng có xem chương trình an sinh xã hội của chị. Tôi có một đứa cháu ngoại, năm nay 12 tuổi. Cha mẹ nó bỏ nhau, nó không thích ở với cha lẫn mẹ. Và nó có nói với tôi là ông bà ngoại mà không cho con ở thì con sẽ đi ở với mẹ con. Thì tôi lẽ nào không cho? Tôi muốn hỏi chị có cách nào xin cho cháu tôi chip hay là Medicaid? Nhờ chị cho tôi biết ý kiến. Cảm ơn chị. Tái bút đó là má cháu đi tiểu bang khác với người tình mới. Người ta nói cháu bà nội tội bà ngoại ha. Cuối cùng thì... Câu này đúng quá. Thì kính thưa bà, nếu cái người cháu ngoại 12 tuổi đang sinh sống dưới sự nuôi dạy của bà, thì không cứ bà phải là cha hay mẹ của cháu, bà mới xin được cái bảo hiểm sức khỏe cho cháu. Bà cứ nộp đơn. Vị này ở Houston phải? Dạ đúng rồi. Thì ở Houston, tiểu bang Texas có cái chương trình benefit. Thì nếu mà bà có hai cách, một là bà viếng trang mạng của benefit Texas, thì trong đó nó có cái chương trình gọi là My Texas Benefit, thì bà có thể vào đó bà nộp đơn trên mạng, online application. Bà chỉ cần ghi tên của cái đứa bé mà xin bảo hiểm, rồi cũng sẽ kê là những người cháu ở chung là ai, thì bà cho biết cái quan hệ của bà với cháu bé, thì bà sẽ xin cái chip. Cái chip đó là cái chữ viết tắt của Children Health Chip, CH, Chip Health Insurance Program, Children Health Insurance Program. Thì nó đơn giản lắm. Nhưng mà như Thi Nhung được biết thì hình như cái chương trình, nếu mà mình so sánh giữa chip với lại Medicaid, thì hình như nếu mình xin được Medicaid vẫn tốt hơn. Dạ đúng rồi. Thì bà cứ nạp đơn rồi yêu cầu được phỏng vấn. Có khi được biết là cháu ở với ông bà ngoại, thì thông thường chính phủ không có nhìn về cái thu nhập và tài sản của ông bà, chỉ nghiên cứu cái tình trạng của cha hay mẹ mà thôi. Thì trong trường hợp cháu còn đủ cha đủ mẹ, nhưng mà unfortunately là cháu không được ở gần cha mẹ, thì có thể vấn đề Medicaid, chính phủ sẽ yêu cầu cha hay mẹ phải cấp dưỡng cho đứa bé. Thành ra cái chip là cái nghe ra thì nó mắc hơn, nhưng mà nó là dễ xin hơn. Tại cái Medicaid thì hỏi cha cháu là ai, cha cháu ở đâu, mẹ cháu là ai, mẹ cháu ở đâu, thì phải có một cái trách nhiệm trong cái vấn đề nuôi nấng đứa con, mặc dầu đứa bé 12 tuổi vẫn ước ao được sống với ông bà ngoại. Một câu hỏi bên lề thôi, vị khán giả này không hỏi, nhưng mà Thi Dung nhiều chuyện. Dạ, có thể nói như vậy ạ. Và như thế này là ông bà ngoại nuôi, đương nhiên Thi Dung không có biết là có tiền cho support hay không, thì không có biết từ bố mẹ có hay không, nhưng mà giờ ông bà nội nuôi, ông bà ngoại nuôi thì cũng già rồi. Đối với ông bà, mình có xin được cái gì thêm để cái chi phí nuôi cháu hay không? Cái này thì nó đi qua nhiều những cái giai đoạn mà như Thi Nhung thường hay nói với chúng tôi đó, là những cái chương trình của chính phủ nó không có đơn giản. Có thể trong trường hợp cháu không có, vì một lý do nào đó cháu không ở được với cha hay mẹ, thì có thể mình gọi CPS là Child Protective Service. Thôi mình hồi sau sẽ rõ cái chương trình CPS chắc là sẽ một chương trình khá dài hả cô?
sẽ được giải thích, mặc dầu tôi không biết nhiều, nhưng mà chắc cũng sẽ nhiều để quý vị có một cái khái niệm về cái chương trình CPS. Dạ vâng, và mong quý vị thứ lỗi nhé. Thời lượng cái này là câu chuyện bên lề, thì vị thính giả đã được nghe câu trả lời rồi. Cái này là cái phần extra của cô Thi Nhung đặt ra mà thôi. Dạ vâng, và mong quý vị nếu mà muốn biết thêm chi tiết về chương trình mà cô Angie Hồ Quang sắp trình bày, về cái việc mà xin thêm những cái lợi tức nữa đó, thì mong quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình An sinh xã hội của Đài Truyền hình Việt TV. Và nếu như quý vị có những thắc mắc gì thì hãy email cho chúng tôi ở địa chỉ email là ansinhxãhoi@vsv.com, hoặc quý vị cũng có thể gửi thư về địa chỉ số 1301 East Arapaho, Richardson, Texas 75081. Và cho Thi Nhung một phút nữa, trong thời gian vừa qua thì Thi Nhung nhận được thư của Lê Nguyên ở Houston, Văn Huỳnh, Lan Nguyễn ở Richardson, Hùng Phan và Cẩm Thành, và mong quý vị vẫn tiếp tục đón theo dõi quý vị nhé. Dạ, xin hẹn quý vị trong lần phát hành kỳ tới.